Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Tiền Văn Hóa. Thưa quý vị, sau khi làm video này, bỗng dưng chúng tôi nghĩ rằng liệu chúng ta có nên kiểm soát chặt chẽ hơn các bộ phim Hàn Quốc hay các truyện trinh thám như Thám tử Conan và Thám tử Kim Dae Chi hay không? Với tình tiết của vụ án này nó y hệt như những gì mà chúng ta đọc được và xem được. Nó khiến chúng ta phải nghi ngờ nhân sinh sao bây giờ có thể đáng sợ tới vậy. Cách đây vài ngày, báo chí đưa tin có một ô tô 5 chỗ rơi xuống vực đèo Bảo Lộc trên quốc lộ 20 thuộc địa phận xã Đại Lào. Vị trí ô tô gặp nạn phía đường hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt, không có hộ lan, dưới vực chủ yếu là cây bụi, chuối rừng. Thời điểm này khu vực đèo có mưa, ai cũng bảo người phụ nữ này may mắn quá, chẳng hiểu sao lại có thể liều mình đẩy cửa để thoát thân trong gang tấc như thế. Sau người có chuyên môn nghiệp vụ sẽ nghi ngờ ngay lập tức, bởi làm gì có chuyện lao ra với tốc độ như thế mà gần như cơ thể không chảy xước. Bên cạnh đó, khi khám nghiệm hiện trường, chắc chắn lực lượng chức năng sẽ nhận thấy miệng của thi thể người đàn ông cầm lái có dấu hiệu mùi bất thường. Và thế là nhạc của cảnh sát hình sự vang lên. Ngày 24 tháng 10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp Trần Nguyễn Thu Trang, 39 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp, để điều tra về hành vi giết người. Trang là nghi phạm gian cảnh vụ tai nạn xe ô tô lao xuống đèo Bảo Lộc, thành phố Bảo Lộc, gây chết người xảy ra ngày 21 tháng 10. Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn tình cảm với anh M.H.V, 39 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 20 tháng 10, trên đường từ Đồng Tháp về thành phố Hồ Chí Minh bằng xe ô tô, Trang đầu độc anh V, khiến nạn nhân tử vong. Đến sáng ngày 21 tháng 10, Trang chở thi thể anh V từ thành phố Hồ Chí Minh đi hướng Đà Lạt để phi tang. Chiều ngày 21 tháng 10, khi đi đến đèo Bảo Lộc, đoạn thuộc thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Trang điều khiển xe ô tô lao xuống vực sâu với ý định tự tử. Tuy nhiên, Trang chỉ bị thương nhẹ. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an thu thập các tài liệu, chứng cứ chứng minh Trần Nguyễn Thu Trang là nghi phạm gây ra cái chết của anh V. Trang đã thừa nhận dùng cyanua đầu độc anh V rồi trở lên đèo Bảo Lộc để phi tang thi thể. Trang khai đặt mua cyanua trên mạng trong tháng 9 năm 2024. Có thể thấy bây giờ các vụ giết người, phạm tội đang ngày càng có xu hướng giống với văn hóa truyện tranh hay phim ảnh. Phải chăng đã đến lúc chúng ta kiểm định chặt chẽ? Đây là vấn đề từng được thảo luận rất nhiều trước đây. Vấn đề bạo lực hóa phim ảnh luôn là chủ đề chưa bao giờ nguội. Từ thuở sơ khai, phim ảnh trên khắp thế giới đã coi bạo lực, hành động như một trong những hình hài, cách kể chuyện nổi trội nhất. Từ phim hành động cho tới kinh dị hay thậm chí là hài, tình cảm. Không khó để nhận ra yếu tố bạo lực có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu. Không dừng ở bất kỳ biên giới nào, bạo lực dưới cái mác hành động len lỏi tới từng quốc gia, dù cho văn hóa điện ảnh tại đó có khác nhau thế nào đi nữa. Trong suốt chiều dài phát triển của điện ảnh thế giới, bạo lực trên phim đang có xu hướng gia tăng. Nghiên cứu từ Fandom Sport đối với loạt phim Điệp viên 007, một trong những thương hiệu phim lâu đời và ăn khách nhất thế giới, bắt đầu từ bộ phim Dr. No 1962 cho tới phần Quantum of Solace 2008. Thương hiệu này có tổng cộng 22 bộ phim. Trong phần Quantum of Solace, nhân vật James Bond và các kẻ phản diện có khả năng tấn công nhau cao gấp 3 lần so với những ngày đầu. Các hoạt động tấn công này bao gồm đấm, đá hay sử dụng vũ khí. Nếu như chỉ có khoảng 12 nhân vật thiệt mạng trong Dr. No, thì có tầm 33 người chết trong Quantum of Solace. Cũng theo phân tích này, trước khi No Time to Die ra rạp, vai diễn 007 của Daniel Craig giết người nhiều nhất, 235 người, gấp đôi so với các bộ phim 007 do Roger Moore đóng chính, 121 người. Trung bình trong mỗi tập phim, vai James Bond của Daniel Craig giết 59 người. Tiếp theo là Pierce Brosnan với 26 người, Moore với 17 người và Sean Connery với 11 người. Điều đó cho thấy từ năm 2000 trở lại đây, mức độ bạo lực trong các bộ phim James Bond ngày càng tăng. Vào năm 2017, một nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng trẻ em xem phim có súng có xu hướng nghịch và thử bắn súng giống như thật hơn bình thường. Cách đây rất lâu vào năm 1993, Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ đã chia sẻ trong báo cáo gửi bạo lực thanh thiếu niên, hoàn toàn không nghi ngờ rằng mức độ bạo lực đang tăng lên có liên quan với việc chấp nhận sự tàn bạo và tăng hành vi tàn bạo. Phần lớn các bộ phim bạo lực đều xây dựng nhân vật chính phải hành động vì chính nghĩa. Những bộ phim như vậy tạo dựng được sự hào hứng cho khán giả, đồng thời không khiến người xem phải cảm thấy tội lỗi hay có nhu cầu làm việc xấu vì những kẻ xấu đều chịu hình phạt thích đáng. Tờ tạp chí tâm lý học Psychiatric Games của Mỹ đã có một bài phân tích giàu tính chuyên môn và cũng khá dễ hiểu, cho thấy góc nhìn chuyên gia xung quanh các nội dung bạo lực, tội phạm được khắc họa trong phim ảnh đương đại. Ý kiến đầu tiên mà tạp chí giới thiệu là của bác sĩ tâm lý Emmanuel Taney, một giảng viên chuyên ngành tâm lý đang tham gia giảng dạy tại Đại học Wayne, Mỹ. Ông Taney nhận định bạo lực xuất hiện trong phim ảnh và nhiều nội dung giải trí khác đang gia tăng đã đến ngưỡng nguy hiểm. Bạn mở TV thấy có phim tội phạm, bạn xem phim điện ảnh thấy có cảnh bạo lực và băng nhóm xã hội đen. Thực tế cuộc sống trong các phim ảnh ấy bị bóp méo. Nếu một người xem quá nhiều phim về tội phạm, xem quá nhiều cảnh bạo lực, thì cho dù đó chỉ là phim, là thế giới giả tưởng, nhưng rồi dần dần nó sẽ trở thành một dạng thực tế tồn tại trong tâm lý, hành vi của người đó. Phân tích 37 vụ xả súng và tấn công trường học có chủ đích từ năm 1974 đến năm 2000 ở Mỹ,
Báo cáo năm 2002 của Cơ quan Mật vụ và Bộ Giáo dục cho hay hơn một nửa số kẻ tấn công thể hiện sự hứng thú với bạo lực qua phim ảnh, trò chơi điện tử, sách và các phương tiện truyền thông khác. Theo nghiên cứu kéo dài 4 năm của Caroline Fitzpatrick, trợ lý giáo sư tâm lý học tại Đại học St. Annie của Canada, trẻ em tiếp xúc nhiều với phim ảnh, trò chơi điện tử bạo lực sẽ có tâm lý chống đối xã hội hơn. Các hành vi biểu hiện bao gồm nói dối, thiếu ăn năn, thiếu đồng cảm và thao túng người khác. Tuy nhiên, theo nhà tâm lý học Anderson, giám đốc trung tâm nghiên cứu bạo lực tại Đại học bang Iowa, việc tiếp xúc với phim ảnh bạo lực chỉ là một trong nhiều yếu tố nguy cơ dẫn đến hành vi hung hăng và bạo lực sau này. Bên cạnh việc mang định kiến thù địch, thuộc cộng đồng thiểu số bị phân biệt đối xử, thiếu sự quan tâm của bố mẹ, từng bị bạo hành thể xác và bắt nạt. Hơn nữa, hành vi bạo lực cực đoan không bao giờ xảy ra khi chỉ có một yếu tố nguy cơ. Theo tờ The Guardian, diễn viên kỳ cựu Arnold Schwarzenegger nói rằng truyền thông cần tách biệt những bộ phim hành động với các vụ xả súng ngoài đời. Chúng ta phải phân tích những gì liên quan đến tâm lý, bệnh tâm thần, luật sử dụng súng và cách nuôi dạy con để đưa ra kết luận. Nhà làm phim gạo cội Quentin Tarantino, người chuyên sản xuất phim hành động, bạo lực, cũng cho rằng vấn đề lớn nhất của bạo lực là kiểm soát súng và sức khỏe tâm thần. Mặc dù vậy, theo The Conversation, trong một nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã cho hai nhóm người xem bộ phim The Fugitive. Một nhóm được xem một bộ phim nguyên bản, trong khi một nhóm khác được xem một phiên bản có toàn bộ cảnh bạo lực đã được cắt. Mặc dù vậy, cả hai nhóm đều thích bộ phim như nhau. Phát hiện này cùng với một số nghiên cứu khác cho thấy rằng việc loại bỏ hình ảnh bạo lực không làm cho mọi người cảm thấy nhàm chán khi xem phim. Thậm chí có bằng chứng cho thấy mọi người thích các phiên bản phim không bạo lực hơn.